Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981, Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh, Đồng Nai và công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua hai dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai. Năm 2019, do kinh tế khó khăn nên Bảo Anh gặp ông Trần Quý Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại hai dự án trên. Khi trả tiền sẽ được hoàn lại các dự án. Nhóm Bảo Anh sau đó đã làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Nguyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quý Thanh. Năm 2020, Bảo Anh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia đã làm đơn tố cáo. Kết luận điều tra xác định, ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt hai dự án trên gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền trên 500 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của ba cá nhân khác, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 380 tỷ đồng. Theo kết luận, ông Thanh không nhận tội, nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định vị này có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông chủ của Tân Hiệp Phát được ghi nhận có nhiều đóng góp cho xã hội, tạo công an việc làm cho hàng nghìn lao động.